Em chị đã nhìn thấy màn hình chưa ạ? Đây là một cái cơ hội mới số 1 bởi vì nó có cái sự đúng đắn ở thứ nhất là đối tác của chúng ta là một cái công ty rất là trẻ, nhưng mà chỉ trong vòng 2 năm, hơn 2 năm thành lập thôi thì bây giờ đã vươn lên ở cái trang Business for Home. Nó là một cái trang web mà đánh giá về những cái tiềm năng, những cái kết quả, những cái nhịp độ làm việc và về cả những cái doanh phát triển về doanh thu. Thì hiện tại Query đang đứng ở vị trí số 8 trên toàn cầu trong hơn 600 hơn 600 công ty, và còn lại thì cả em xin lỗi chút. Và còn lại thì cái nhịp độ phát triển của Query thì hiện tại là đang xếp hạng thứ hai toàn cầu. Và về thời gian thì đây cũng là một cái thời điểm rất là tốt để chúng ta bắt đầu cái công việc này, bởi lẽ là đây là cái thời kỳ đại dịch và ai cũng cần là bảo vệ sức khỏe, chăm sóc cho sức khỏe và tăng cường cái sức đề kháng của mình. Và đây cũng là một cái thời gian mà mọi người cũng bị hạn chế trong cái việc mà giao tiếp ở ngoài, và cái công việc mà làm việc tại nhà thì phát triển hơn bao giờ hết. Cho nên chính vì vậy đây cũng là cái thời điểm rất là tốt để chúng ta suy nghĩ đến một cái cơ hội để chúng ta có một phương án B. Nếu mà các anh chị đã có một cái công việc sẵn cho bản thân mình rồi thì chúng ta cũng nghĩ đến những cái phương án B để trong những cái chuyển dịch mà nếu giả sử lại xảy ra nhiều những cái mà như là virus corona như bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có phương án gì để chúng ta có thể dịch chuyển để phù hợp với cái thời cuộc. Và sản phẩm thì là một cái sản phẩm dinh dưỡng rất là ưu việt. Phương án chi trả hoa hồng thì cũng rất là đặc biệt và hỗ trợ công ty rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về tìm hiểu về Query. Query là gì ạ? Đây là một công ty được thành lập vào tháng 10 năm 2019 và người sáng lập đồng thời là kiêm CEO là một cựu sĩ quan cảnh sát. Ông tên là Bob Reina. Và công ty thì có đội ngũ lãnh đạo tổng hợp lại là trên 150 năm kinh nghiệm trong ngành tiếp thị đa cấp, và trụ sở chính thì ở Tampa, Florida, Hoa Kỳ. Hiện tại thì công ty ship hàng trên toàn cầu, có thể nói là trên toàn cầu. Hiện tại các quốc gia mà công ty ship hàng thì lên đến khoảng 196 quốc gia, gần 200 quốc gia, và đăng ký sản phẩm tại gần 100 quốc gia. Thì cái điều này giúp cho cô anh chị có thể hoàn toàn là ngồi ở nhà chỉ với một cái điện thoại mà kết nối internet thôi là chúng ta có thể là làm việc toàn cầu một cách đúng nghĩa thực sự, bởi lẽ là chúng ta không phải chạm tay vào việc vận chuyển hàng, không phải chạm tay vào việc giao hàng cho khách, và công ty sẽ làm toàn bộ cái khâu này. Nếu các anh chị nào mà đã từng gửi hàng ra nước ngoài và đã từng làm về ngành thực phẩm chức năng này mà gửi hàng đi ở những cái quốc gia khác thì chúng ta hoàn toàn hiểu rằng là cái này nó là một cái nó rất là khó khăn. Và nó có một cái sự đột phá độc quyền về sản phẩm dinh dưỡng. Phương án chi trả hoa hồng nhanh nhất trong lịch sử sử ngành tiếp thị đa cấp là được chi trả trong 5 phút. Và đây là một cái điểm rất là đặc biệt, một cái yếu tố rất là đặc biệt và là ngôi sao trong cái hành trình của chúng ta. Đó là tận dụng sức mạnh của một cái trái, nó gọi là trái dâu maqui. Tiếng Anh nó là maqui berry. Đây gọi là một siêu trái cây số 1 của thế giới. Hỗ trợ trong việc giảm cân, tăng cân, duy trì cân nặng, tăng cường năng lượng và luôn luôn giúp cho chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Và Query thì là công ty đầu tiên và duy nhất đưa trái maqui này đến với thị trường quốc tế theo đúng nghĩa là thương mại, bởi lẽ là cái trái này thì nó nằm ở một cái vùng rất là xa xôi và ít người biết đến cái trái cây tuyệt vời này. Đây là một trái mọng nhỏ bé màu tím đậm, nó chỉ nhỏ như kiểu là cái hạt cà phê, cái quả cà phê của chúng ta thôi, và mới được giới khoa học hiện đại phát hiện gần đây. Cái cây này thì sinh trưởng ở cái vùng là Patagonia, Chile. Như trên hình ảnh các anh chị nhìn thấy thì nó gần giống như là cái khu vực núi Phú Sĩ của Nhật, đúng không ạ? Nó thể hiện một cái thiên nhiên hoang dã, và đây là một trong những nơi sạch nhất trên trái đất, và là những cái nơi hoang dã. Nhưng ở đây thì cái thiên nhiên cũng rất là khắc nghiệt. Nó có một cái lỗ thủng ở tầng ozone. Với cái diện tích của cái lỗ thủng đó thì nó gấp lớn khoảng gấp 3 lần nước Mỹ. Chúng ta có thể là lên trên YouTube, chúng ta search những cái video về cái về về các cái tên về query, từ khóa là query, thì các anh chị sẽ tìm đến những cái video nói về cái điều này. Đó, nó đều có cơ sở hết ạ, đều có thông tin chính xác hết. Và trái maqui này thì rất là giàu chất chống oxy hóa,
rất là giàu vitamin khoáng chất, dưỡng chất thực vật và giàu amino acid. Các anh chị có thể nhìn thấy đây là cái trái mà sau khi được hái xuống đây, nó nhỏ như là cái hạt cà phê và cũng giống như là quả cà phê, và giống như nó nhỏ như là cái trái cây ở cái quả mùng tơi của chúng ta ấy, nó bé xíu như thế này. Và có cái đặc trưng khác biệt ở đây là trong cái trái maqui này thì có hai loại chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Thứ nhất là chất anthocyanin, chất này thì tạo cho trái maqui một màu tím sẫm. Thứ hai là chất delphinidin, chiếm 80% trong thành phần của quả maqui là delphinidin, và đây là một cái hợp chất chống oxy hóa rất là hiệu quả, có thể nói là hiệu quả nhất. Chúng ta có thể xem nhìn những cái hình ở đây, đây là một cái tộc người ở vùng Patagonia, họ tên của họ là người Mapuche. Từ năm 600 sau công nguyên thì người Mapuche đã tôn sùng cái trái maqui này như cội nguồn của sức khỏe, sinh khí và sức bền. Và được xem là rất là linh thiêng, cho nên họ tôn vinh mùa thu hoạch trái maqui mỗi năm và cầu nguyện để có sức khỏe tốt. Quyeri thì hợp tác với người Mapuche bản địa tại địa phương để thu hoạch trái này, trái mọng này theo lối hữu cơ. Có nghĩa rằng là trái này từ từ trong cái khâu mà thu hoạch hoàn toàn là nó gần như là nó sống hoang dã, đúng không ạ? Nó được được sinh trưởng hoang dã. Nhưng mà đến khi thu hoạch thì cho đến khâu sản xuất, đưa vào sản xuất và đến bàn ăn của chúng ta thì cái trái này sẽ được giữ lại những cái dưỡng chất tốt nhất, những cái dưỡng chất tối đa nhất. Đây là tiến sĩ John Hanke, ông là chuyên gia số 1 thế giới về maqui và là cố vấn khoa học của Quarry. Và ông tiến sĩ John Hanke này thì được Tổ chức Y tế Thế giới cấp một khoản tài trợ là 5 triệu đô. Và cái khoản tài trợ này thì nó khá là đặc biệt. Nó chỉ để dành nghiên cứu về cái tác dụng của trái maqui mà thôi. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái biểu đồ. Đó là một cái biểu đồ thể hiện nó gọi là cái sức mạnh chống oxy hóa của các cái loại trái cây. Thì theo khoa học thì có một cái tên nó là điểm Orac. Điểm Orac là một cách để đo lường sức mạnh chống oxy hóa của thực phẩm. Thực phẩm nào mà có điểm Orac càng cao thì lợi ích chống oxy hóa thì càng lớn. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có rất là nhiều những cái trái cây mà có giàu chất chống oxy hóa, thì ở trong đây có trái liệu, trái nhầu, trái acai, măng cụt, việt quất, trái maqui. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là các cái chỉ số ở đây này, nó là những cái điểm Orac. Thì điểm Orac của trái liệu là 291, của trái việt quất là 1346. Chúng ta có thấy là chúng ta đi siêu thị chúng ta mua những cái hộp việt quất nhỏ nhỏ ấy, bé xíu nhỏ nhỏ thôi mà nó đã lên đến cả cả 100.000 một cái hộp đó rồi. Đó thì chúng ta nhìn thấy ở đây là cái trái maqui ở đây là điểm Orac của nó là 8.687, và trái maqui mang sức mạnh chống oxy hóa lớn hơn đến 30 lần so với bất kỳ siêu trái cây nào từng biết đến trước đây. Và khả năng bảo vệ thì là phổ rộng nhất. Chúng ta như ở slide trước thì nó có một cái chất là delphinidin, thì 80% trong trái maqui là delphinidin, và cái chất này thì nó có cái khả năng là bảo vệ chống lại các gốc tự do. Và chống lại các gốc tự do là gì ạ? Là hầu hết các chất chống oxy hóa thì chỉ có một khả năng bảo vệ hạn chế đối với một nguyên tử gốc tự do bất ổn định thôi, và cái nguyên tử này thì có thể là gây tổn hại cho tế bào, tức là nó sẽ làm cho tế bào của chúng ta, nó xâm nhập tế bào của chúng ta và sẽ tấn công và dẫn đến cho các cái tế bào lành trở thành các tế bào bệnh tật, tế bào yếu, và đó là cái nguyên nhân mà đưa đến các cái bệnh tật cũng như là quá trình lão hóa. Sở dĩ có những người mà người ta lại tại sao người ta già nhanh, bởi lẽ là các cái tế bào lành của họ cái số lượng nó còn ít, và những cái trong cơ thể họ nó có rất là nhiều gốc tự do. Nhưng mà với trái maqui thì có thể giúp là bảo vệ chống lại cả 6 loại gốc tự do sơ cấp, thì có thể cho rằng đây là một cái khả năng bảo vệ là khá là hoàn hảo. Có thể nói là cái phổ phổ rộng của nó là phổ rộng, gần như là phổ rộng nhất. Và ở đây thì có một cái loại chiết xuất hữu cơ siêu cô đặc từ trái maqui và gọi là ma quỹ. Đây là một cái nghiên cứu bản quyền và độc quyền của Quarry và do tiến sĩ John Hanke phát triển. Cái chiết xuất này thì nó mạnh gấp 10 lần trái ma quy đơn lẻ. Có nghĩa là gì ạ? Là thay vì chúng ta phải ăn uống rất là nhiều cái quả ma quy này, thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà do Quarry cung cấp đưa ra thị trường, thì trong đó là nó có cái ma quy này,
thì hoàn toàn là chúng ta chỉ cần dùng một cái lượng nhỏ thôi, nhưng mà có thể là giúp cho chúng ta có được cái có khoảng gấp 10 lần khi chúng ta ăn những cái quả mang nguyên nhân lẻ, và đặc biệt là cái sản phẩm này không bày bán tại các cửa hàng. Cho nên là nếu các anh chị muốn biết về sản phẩm, muốn biết về ma quỷ, muốn biết về ma quỷ, thì chúng ta hãy hỏi những cái người mà mời chúng ta đến với cái buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Anh chị có thể nhìn thấy đây là những cái tác dụng của trái ma quỷ, một cái trái mọng rất là nhỏ bé thôi nhưng mà có rất là nhiều lợi ích. Ở đây trái ma quỷ thì hỗ trợ tăng cường trong việc giảm cân, không chỉ giảm cân mà còn là tăng cân, duy trì vóc dáng. Nhưng đặc biệt về giảm cân thì cái khả năng của trái ma quỷ này là một cái gọi là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Bởi lẽ là cái trái ma quỷ này thì nó sẽ giúp chúng ta là làm sạch những cái mỡ thừa, mỡ bẩn, những cái có thể nói là mỡ nội tạng hoặc là những cái hàm lượng mỡ xấu trong máu, cholesterol chẳng hạn, thì nó hoàn toàn là nó đào thải ra. Thế cho nên là chúng ta không phải quá vất vả khi mà chúng ta giảm cân, có nghĩa là chúng ta không phải ăn kiêng quá nhiều đó. Và chính vì những cái mỡ bẩn để được làm sạch thì cái hệ hệ tim mạch của chúng ta, huyết áp của chúng ta sẽ dần trở nên ổn định, cho nên là máu huyết sẽ lưu thông và tim mạch sẽ hoạt động được bình thường. Và chính vì vậy nó có một cái chức năng rất là tuyệt vời là nó hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đồng thời là cũng hỗ trợ cái sức khỏe của thị giác và mắt. Nhưng mà đặc biệt là khi chúng ta dùng cái sản phẩm mà có trái ma quỷ này thì nó sẽ giúp tăng cường mức năng lượng. Có nghĩa là cái khả năng của trái ma quỷ này là giúp chúng ta tăng mức năng lượng, đúng không ạ? Thay vì các khi mà mình mệt mỏi, mình thiếu năng lượng, mình phải ăn những cái đồ ăn mà nó không được lành mạnh, thì chúng ta ăn những cái trái ma quỷ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng năng lượng rất là tốt, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa và giúp hỗ trợ cái phản ứng viêm lành mạnh, và đồng thời là thải độc toàn cơ thể và tăng cường sức khỏe làn da. Và đặc biệt là nó sẽ duy trì một cái mức đường huyết tốt, cho nên là những người mà có cái vấn đề nguy cơ về 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 về, về tiểu đường hoặc là những người đang bị tiểu đường thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái sản phẩm này mà không có gì phải lo lắng cả. Và đây nó là một query thì chỉ có hai sản phẩm thôi, nó rất là đơn giản. Nhưng mà theo như cái kinh nghiệm của em trước đây ấy, thì với những cái công dụng như thế này thì chúng ta phải dùng khoảng nói chung là rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 đến đến 10 sản phẩm thì chúng ta mới có những cái gọi là những cái tác dụng như thế này. Đó, những cái tác dụng như là vừa được liệt kê ở đây. Ví dụ như là nếu mà chúng ta muốn tăng cường sức khỏe làn da, chống lão hóa thì chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm mà nó liên quan đến cung cấp những cái collagen hoặc là những cái biotin. Nhưng ở đây là trong sản phẩm chúng ta đã có rồi, đúng không ạ? Hoặc là giúp cho cái sức hỗ trợ sức khỏe tim mạch, sức khỏe thị giác mắt này mà muốn tốt ấy, thì chúng ta phải sử dụng thêm những cái sản phẩm khác. Thì cho nên là nó khá là đắt đỏ. Nhưng ở đây thì chúng ta chỉ cần dùng hai sản phẩm thôi. Thứ nhất là Query Shake. Query Shake là một cái bữa ăn thay thế, có thể là thay thế cho chúng ta bất kể một bữa ăn nào trong ngày. Nghĩa là ví dụ như các anh chị có thể là ăn thay bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Đấy là đối với những người mà cần giảm cân, đúng không ạ? Còn những ai mà cần tăng cân thì chúng ta thay vì là chúng ta không ăn thay thế mà chúng ta sẽ ăn bổ sung. Chúng ta sẽ ăn bổ sung những cái này vào những cái bữa phụ chẳng hạn, thì sẽ giúp chúng ta là có tăng thêm mức năng lượng và chúng ta sẽ có thể là tăng cân tốt. Và ở đây thì cái thành phần của cái bữa ăn này nó là Maqui X và gồm 24 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Theo các anh chị, để mà chúng ta có một cái bữa ăn mà đầy đủ khoảng 24 loại vitamin khoáng chất thiết yếu thì nó có khó không ạ? Nó rất là khó, bởi vì như bản thân em Ly ở đây ấy, em không thể nào mà đi ra chợ và mua đầy đủ tất cả các cái loại rau xanh, rau củ quả để mà cung cấp cho bàn ăn của gia đình mình khoảng 24 loại vitamin khoáng chất thiết yếu được ạ. Mà đặc biệt là trong quá trình chúng ta chế biến, đúng không ạ? Ví dụ như là rau xanh, các cô bác mấy anh chị mà chúng ta mà luộc hoặc là chúng ta nấu ở nhiệt độ cao thì hầu như các cái vitamin khoáng chất này nó sẽ bị bay hơi mất rồi. Thế cho nên là hầu như nó sẽ không còn lại gì ở trong cái rau của chúng ta khi mà chúng ta nấu kỹ đó, và chúng ta ăn ở cái chế độ mà chúng ta ăn các loại rau tươi ấy, thì nó mới đảm bảo cung cấp chúng ta các cái vitamin và khoáng chất nó còn được nguyên nguyên bản. Nhưng nếu rau của chúng ta mà không sạch nữa thì nó lại còn có những cái nguy cơ dẫn đến những cái việc mà đưa các độc tố vào người nữa.
Thế cho nên là trong cái bữa ăn này là một cái bữa ăn hoàn toàn sạch cô anh chị nhá. Bởi vì là tại sao trái ma quy là từ cái vùng mà hoang dã và từ cái vùng thiên nhiên gần như là sạch, còn lại sạch nhất ở trên trái đất. Cho nên là và thành phần thì hoàn toàn là thực vật. Thế cho nên là những cái người mà ăn chay thì có thể là sử dụng cái bữa ăn này. Đó. Và ngoài ra là cung cấp cho chúng ta một cái hàm lượng protein là khoảng 16 gram protein. Các anh chị có thể đọc trên bao bì là nhìn nhìn thấy rõ là cái hàm lượng ở đây là 16 gram protein. Thì với một cái người trưởng thành, ví dụ như là nam chẳng hạn, thì cái nhu cầu protein sẽ nhiều hơn nữ giới. Thì nó sẽ dao động là khoảng từ 50 đến 60 gram cho cả nam và nữ, tùy vào trọng lượng. Đúng không ạ? Thì với 16 gram protein này thì chúng ta đã tưởng tượng rằng khi chúng ta ăn một cái bữa ăn này là đã đủ cung cấp lượng đạm cho chúng ta trong khoảng 1 phần 3 cái khẩu phần trong ngày rồi. Thế còn lại trong ngày chúng ta ăn những cái bữa ăn thô thì chúng ta sẽ ăn đạm từ thịt cá trứng sữa, đúng không ạ? À, thậm chí là chúng ta ăn đạm từ những cái loại hạt, đúng, nó cũng là cái đạm thực vật rất là tốt. Hoặc là chúng ta có bổ sung đạm từ những cái loại rau mà có màu xanh, lá màu xanh sẫm thì cũng có rất là nhiều protein. Đó, đấy là những cái kiến thức mà các anh chị có thể là bổ sung thêm, bởi vì đặc biệt là những người mà người già rồi ấy, nếu mà chúng ta càng về già thì cái nhu cầu mà chúng ta nạp cái protein từ động vật vào rất là khó, đúng không ạ? Thứ nhất là ăn không thể ăn được nhiều, thứ hai là cũng không thể tiêu hóa được nữa. Và đó chính là cái nguyên nhân mà khiến cho người già mà cái cơ bị teo đi, cái cơ bị nhão và luôn luôn là cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Cảm thấy là không có năng lượng, bởi lẽ làm sao ạ? Không có năng lượng là do thiếu đạm. Chúng ta bị thiếu đạm, cơ bắp của chúng ta nó yếu thì không thể nào mà nâng được cái khung xương của chúng ta đi di chuyển một cách mà nó gọi là khỏe mạnh và năng động được. Chính vì vậy, càng cô bác anh chị về tầm tuổi trung niên và già thì chúng ta càng phải bổ sung những cái bữa ăn mà có cái protein tinh như thế này thì chúng ta mới đảm bảo. Nếu có điều kiện thì chúng ta hãy ăn một ngày là 2 ly thì càng tốt. Đúng không ạ? Thì là cái hàm lượng còn lại chúng ta bổ sung từ thức ăn thô nó chỉ cần ít thôi là đã đủ rồi. Đó. Đấy là cái một một số cái kiến thức em chia sẻ thêm về phần protein. Còn ngoài ra thì nó sẽ có một cái thành phần nữa là cái men lợi khuẩn. Men lợi khuẩn ở đây là men probiotic. Cái men lợi khuẩn này thì rất là tuyệt vời. Có nghĩa là được thiết kế để khi làm nó là một cái loại men lợi khuẩn cung cấp cho chúng ta để đến khi mà đi qua cái đường tiêu hóa và vào dạ dày ấy. Trong cái môi trường axit thì cái men này hoàn toàn là nó sẽ không bị chết đi và nó vẫn hoạt hóa trong cơ thể chúng ta. Và nó men lợi khuẩn tại sao lại đưa vào đây? Nó không chỉ là hệ tốt cho hệ tiêu hóa mà khi men lợi khuẩn kết hợp với các chất chống oxy hóa thì cái tác dụng của chất chống oxy hóa nó sẽ được phát huy tối đa, nó sẽ phát huy khoảng 98%. Đó. Đây là chính là lý do tại sao nó lại có một cái những cái nghiên cứu khoa học là vì như vậy. Này, nếu chúng ta mà bình thường thì chúng ta mà không biết được cái điều này thì chúng ta rất là khó kết hợp, đúng không ạ? Nhưng với cái thành phần trong đây là chúng ta đã có được một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời mà của cái nhà khoa học mà hàng đầu thế giới giúp cho chúng ta có bữa ăn tuyệt vời như thế này mà có chất xơ, có lá rau xanh. Ở đây thì cái một cái ly query, một cái ly shake như thế này ấy, cung cấp cho chúng ta thêm 6 loại lá rau xanh, ví dụ như là từ cải kêu, từ hoa lơ xanh. Nói chung là rất là nhiều các loại cải, toàn lá màu xanh sậm thôi, rất là tốt đó. Thế thì các anh chị nhìn nhá, vitamin khoáng chất thiết yếu này, protein này, lợi khuẩn này, chất xơ này, lá rau xanh này, thực sự nếu với những cái thành phần này mà để chúng ta đi tìm kiếm ở những cái giải pháp khác ấy, thì nó mỗi một thứ này nó lại là một sản phẩm riêng đó. Thế cho nên là nó sẽ khiến chúng ta là sẽ phải dùng rất là nhiều thứ, và khi dùng nhiều thứ thì nó dẫn đến là gì ạ, là một cái sự lách cách. Nếu chúng ta mà bận rộn thì sẽ rất là khó để kết hợp đó. Thì đây đây là theo như kinh nghiệm của bản thân em thì đây nó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời, một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời, và nó có những cái lợi ích như thế này ạ. Thứ nhất là vị ngon rất là hấp dẫn, cái này cô bác anh chị nếu mà ai đã từng thử rồi thì hoàn toàn tin vào cái lời này của em chia sẻ, đúng không ạ? Còn nếu ai chưa từng thử thì chúng ta hãy hỏi những người mà giới thiệu chúng ta đến đây là để chúng ta làm sao để chúng ta có thể thử cái vị của những bữa ăn này. Đó. Nó có 2 vị là vị sô cô la và vị vani. Và đặc biệt là trong một khẩu phần ăn này thì chỉ chứa khoảng 120 calo. Không phải là khoảng mà là một chính xác là 120 calo nếu các anh chị pha với nước lọc. Còn nếu khi các anh chị pha cùng với thêm với sữa hoặc là pha thêm cùng với trái cây hoặc là chúng ta có thể là
cho thêm những cái mix thêm sữa chua, tức là thêm, chúng ta ăn hoàn toàn là cái này ăn rất là đơn giản nhé. Chúng có thể pha bất kể một cái với một cái gì chúng ta muốn ăn, hoặc thậm chí là chúng ta trộn sữa chua với hoa quả cắt ra và chúng ta trộn thêm cái bột này vào ăn thay một cái bữa ăn phụ, nó cũng rất là ngon. Thì khi mà chúng ta cộng thêm với những cái đồ ăn khác thì cái calo này này nó sẽ tăng lên một chút, nó sẽ lên khoảng tầm ví dụ như 170 150 calo chẳng hạn. Thế nhưng mà để so với một cái bữa sáng mà chúng ta ăn sáng thường ngày ấy, thì nó là một cái bữa ăn nó rất là ít calo, tức là calo nó là cái năng lượng ấy. Nếu các anh chị ăn một cái bữa sáng truyền thống, ví dụ chúng ta ăn một bát phở chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nạp vào cơ thể khoảng 600 đến 700 calo đó. Thế nhưng mà chúng ta ăn một cái bữa ăn này chỉ có chứa 120 calo thôi. Thì theo các anh chị là nếu với những cái người mà đang cần giảm cân ấy, mà chúng ta duy trì chúng ta ăn cái bữa ăn này trong vòng khoảng 3 tháng, đúng không ạ? Thì mỗi một tháng chúng ta sẽ đẩy được ra trong cơ thể chúng ta bao nhiêu calo thừa so với cái việc chúng ta ăn sáng như thường ngày. Cho nên là em không biết là ở ngoài kia có những cái giải pháp giảm cân như thế nào. Em không biết, dụ như thuốc giảm cân hay là trà giảm cân hay gì đó. Nhưng cái dựa trên cái thông tin khoa học ấy, thì cái việc kiểm soát cân nặng, cái việc giảm cân hay tăng cân thì nó phải dựa vào cái việc kiểm soát cái calo chúng ta nạp vào và calo chúng ta tiêu hao. Nếu calo nạp vào, các anh chị nạp vào mà thấp hơn cái calo các anh chị tiêu hao đi, tức là hàng ngày các anh chị vận động này, hoạt động này, đi lại này, hoặc là tập thể dục thể thao này, đấy là calo tiêu hao, thì các anh chị sẽ rút được cân. Thế còn nếu mà các anh chị nạp vào mà lớn hơn, đúng không ạ, chúng ta không tiêu hao thấp mà chúng ta nạp vào cao, thì cái calo thừa ra nó sẽ ở lại trong cơ thể chúng ta, nó không đi đâu được hết đó. Đấy là cái nguyên lý tại sao chúng ta cứ bảo rằng là chúng ta chả ăn gì chúng ta cũng bị tăng cân, đúng không ạ, chúng ta cũng bị béo. Đấy là cái lý do. Còn với người gầy thì sao ạ? Người gầy thì chúng ta thay đổi là chúng ta ăn tăng lên, chúng ta ăn tăng để cho cái calo nạp vào của chúng ta nhiều hơn. Nhưng đương nhiên là người gầy thì có những người ăn rất là nhiều nhưng không không có thể béo được, bởi vì lý do là cái hệ tiêu hóa, cái vi nhung bao đường ruột của người gầy ấy thường là bị có nghĩa là bị không được khỏe mạnh, nó bị xẹp xuống. Thế cho nên là khi mà dinh dưỡng vào là không có đón được thức ăn đó, cho nên là không có hấp thụ được và nó trượt hết đi. Thì ở đây chúng ta có cái men probiotic, nó là một cái hoạt chất rất là tuyệt vời, một cái chất rất là tuyệt vời giúp cho các anh chị mà ai ai cơ thể mà gầy ấy, thì sẽ dần dần phục hồi cái vi nhung bao đường ruột của chúng ta để giúp cho chúng ta có thể là hấp thụ dinh dưỡng một cách tối ưu nhất đó. Và hoàn toàn bữa ăn này thì không thêm đường, có nghĩa là nó có vị ngọt, các anh chị nhìn thấy nhá, là hoàn toàn từ hoa quả tự nhiên, từ lá rau xanh, các cái lá rau này nó cũng rất là ngọt đó. Đó thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm là cái bữa ăn này không hề có thêm một cái tí đường nào cả. Cho nên là người ăn kiêng, người tiểu đường, người cần giảm cân là chúng ta ăn thoải mái, không có vấn đề gì hết. Chỉ có việc là nếu chúng ta thấy nó hơi ngọt thì chúng ta sẽ tăng cái lượng nước lên đó, hoặc là chúng ta có thể là cho thêm những cái hoa quả mà nhạt vào ấy, chúng ta xay cùng thì nó rất là ngon. Thì các anh chị có thể pha bằng cách là xay này, hoặc là chúng ta lắc lên, đơn giản là lắc lên thôi, thì nó đơn giản lắm. Và thường là cái bữa ăn này thì theo như kinh nghiệm của em ấy, thì các anh chị nên ăn thay thế vào bữa sáng. Bởi vì tại sao ạ? Vì bữa sáng là cái bữa mà chúng ta thức dậy sau một cái đêm dài chúng ta ngủ. Ví dụ như là bữa tối hôm trước chúng ta ăn là khoảng 7 giờ tối chẳng hạn, thì các anh chị thức dậy vào khoảng 6 đến 7 giờ sáng là nó đã là mười mấy tiếng rồi, đúng không ạ? Thế mà mười mấy tiếng mà chúng ta lại không nạp cho cơ thể chúng ta những cái dinh dưỡng tối ưu nhất vào buổi sáng, thì cả một ngày đấy của chúng ta sẽ hoạt động và chúng ta sẽ hoạt động dựa trên những cái năng lượng mà nó gần như là nó chỉ nhiều năng lượng thôi, chứ còn cái thành phần dinh dưỡng ở trong đấy là không có nhiều, thì về cơ bản là cơ thể chúng ta nó sẽ không được khỏe đó. Thì chúng ta có thể là ăn ăn cái này thay bữa sáng, đơn giản lắm, sáng dậy ăn một cái này và chúng ta lát nữa đến một cái sản phẩm nữa, chúng ta dùng cái sản phẩm đó thôi, thế là xong. Chúng ta có thể hoàn toàn là chúng ta làm việc, chúng ta đi ra khỏi nhà, và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà đại dịch này thì các anh chị dùng cái bữa ăn này thì anh chị yên tâm là cái hệ đề kháng của chúng ta, hệ miễn dịch của chúng ta được bảo vệ một cách có thể nói là tối ưu. Cho nên ở đây em biết là có những anh chị mà trong BT các anh chị đi rất là nhiều, nhưng thực tế là tiếp xúc rất là nhiều. Bây giờ các anh chị thấy F0 gần như là đầy đường, đúng không ạ? Ví dụ như ở Hà Nội, như ngày hôm nay là quận Đống Đa, đến 12 giờ đêm nay là lại bắt đầu đóng các cái dịch vụ mà ăn uống tại chỗ là không được mở nữa rồi. Bởi vì tại sao? Nó đang là cái cấp độ 3, cấp độ 3 trong cái lây nhiễm dịch tại Hà Nội rồi. Đó. Cho nên những lúc này thì hơn ai hết là chúng ta hãy bảo vệ chúng ta với những cái dinh dưỡng, những cái gì mà chúng ta tăng được đề kháng là chúng ta phải bảo vệ tuyệt đối.
Bởi lẽ là nếu mà chẳng may có vô tình va phải cái con virus đấy đúng không ạ? Nếu cái hệ miễn dịch của chúng ta tốt thì các anh chị nghĩ sao? Chưa chắc anh chị đã mắc. Mà nếu có mắc thì nó cũng sẽ là ở cái cấp độ là chúng ta sẽ như một cái cảm cúm thôi. Một hai ngày chúng ta qua được cái đó là chúng ta ổn. Em đã có rất là nhiều bạn bè ở trong 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 cái ngành này mà họ biết cách bảo vệ đề kháng, là họ có, thậm chí họ là F0 đấy ạ. Họ vẫn có thể là điều trị tại nhà, không có vấn đề gì. Bạn bè em ở trong miền Nam rất là nhiều đó ạ. Thì đây là một cái bữa ăn cực kỳ là tuyệt vời. Và các anh chị nhớ cho em nhé, nó có một cái bí quyết nữa là chúng ta hãy giữ cái nhịp độ 4 4 10, có nghĩa là gì ạ? Là từ bữa ăn trưa đến bữa ăn sáng đến bữa ăn trưa cách nhau 4 tiếng. Bữa ăn trưa đến bữa ăn tối 4 tiếng, và từ bữa ăn tối đến bữa sáng hôm sau là 10 tiếng. Nếu chúng ta đảm bảo được cái điều đó thì cái cân nặng của chúng ta sẽ được kiểm soát rất là hiệu quả. Đấy là một cái em tham khảo được và chia sẻ luôn với các anh chị. Các anh chị có thể là áp dụng cho bản thân mình. Và đây là cái sản phẩm thứ hai, sản phẩm rất là tuyệt vời. Các anh chị nếu mà biết tiếng Anh, chúng ta nhìn vào cái tên thì nó có tên là Kiari Energy. Energy có nghĩa là năng lượng, đúng không ạ? Và đây gọi là viên năng lượng của Kiari. Và như một cái chị là Marcella ở bên Đức ấy, chị gọi là đây là viên happy pill, tức là một cái viên gọi là viên hạnh phúc, đúng không ạ? Và với cái viên này thì các anh chị dùng vào thì nó sẽ giúp cho các anh chị đẩy cái mức năng lượng lên, tức là tăng cái mức năng lượng lên. Và sở dĩ tại sao nó lại có một cái sản phẩm để ra đời, bởi lẽ là bây giờ là cái thời hiện đại, thực tế là chúng ta sống trong một cái nhịp độ nó rất là làm sao ạ, nó rất là chặt chẽ. Chúng ta luôn luôn là rất là nhiều công việc, chúng ta luôn luôn rất là nhiều áp lực, rất là nhiều stress, và chúng ta không có những cái cách để chúng ta cung cấp chúng ta đủ cái chế độ dinh dưỡng tốt, tập luyện tốt, hoặc là một cái chế độ sinh hoạt khoa học. Cho nên cứ ngày qua ngày cái năng lượng của chúng ta dần dần nó bị hao hụt đi, và chúng ta vô tình trở nên thành những cái người vật vờ, đúng không ạ? Các anh chị có thấy rằng là mình gặp rất là nhiều người là hay bị mệt mỏi, đúng không ạ? Thì cái viên năng lượng này nó giải quyết gần như là một cái căn bệnh thời đại hiện tại bây giờ đó ạ. Thì đây là gì ạ? Đây là cái viên mà màu tím, và trong một cái lọ này thì nó sẽ có là khoảng 60 viên. Thì nó có thành phần là từ thành phần chính thì vẫn là từ maqui và từ chiết xuất cô đặc maqui x, và nhưng mà ngoài ra thì có bổ sung thêm chrome, có chiết xuất từ hạt cà phê xanh. Hạt cà phê xanh có nghĩa là gì ạ? Là cái hạt cà phê mà vẫn còn ở trên cây đó, mà nó chưa chín ạ. Đó thì để biết tác dụng của nó như thế nào thì các anh chị hoàn toàn là có thể vào Google để tra, và có từ quả bứa. Đây là chỉ những cái gọi là đưa ra những cái rất là cơ bản thôi, nhưng ngoài ra trong cái viên năng lượng này nó có cả những cái gì ạ? Nó có cả tiêu đen, nó có cả gừng, có cả ớt Cainom, tức là những cái ớt đỏ ở giống như là ở cái vùng vùng nào của Mỹ, Nam Mỹ. Và chính vì vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta, ngoài cái việc tăng năng lượng thì giúp chúng ta đốt mỡ và làm sạch mỡ rất là tốt, rất là tốt. Thì nó có một cái lưu ý nho nhỏ như thế này, là khi chúng ta dùng cái viên này ban đầu á thì nó có cái hai cái dạng, một là trong dạng dạng, dạng lọ như thế này nhé, là từng viên rồi, và một cái dạng nữa là công ty có chia theo cái hai viên theo một cái túi này để chúng ta tiện mang đi. Nếu chúng ta lựa chọn mua cái loại này tiện mang đi, chúng ta bỏ vào túi, thì là cái khi mà các anh chị mà đưa cho khách hoặc là chúng ta trao cái quà tặng này cho cái người bạn bè của chúng ta ấy, thì chúng ta hãy dặn là đừng có uống hai viên một lúc. Bởi lẽ tại sao? Một cái viên này nó trên bao bì ấy, họ ghi là một viên năng lượng này nó có cái hàm lượng cà phê nó tương đương khoảng từ 1 đến 2 ly cà phê đó. Thì cho nên với những ai mà ví dụ chúng ta mà nhạy cảm với cà phê thì chúng ta sẽ dùng dần dần, đúng không ạ? Chúng ta dùng ví dụ như là đầu tiên chúng ta hãy thử chúng ta dùng nửa viên một, hoặc những người mà có vấn đề về huyết áp thì các cô bác anh chị cũng lưu ý là chúng ta sẽ dùng dần, nó không có hại gì cho huyết áp hết. Thế nhưng mà khi nó tăng năng lượng lên, đúng không ạ, thì có nghĩa rằng là cái huyết áp này, cái nhịp tim này của người ta cũng sẽ đẩy lên. Thế cho nên là mình cũng thận trọng một chút khi mình dùng, và sau khi cơ thể quen dần rồi chúng ta dùng từ một viên à nửa viên xong đến một viên một ngày. Còn những ai mà có cái trọng lượng mà béo mà quá cân rất là nhiều ấy thì em khuyên là chúng ta hãy nên dùng ở mức là hai viên một ngày để chúng ta là làm sạch cái mỡ đó. Đây là một cái giải pháp nó rất là tuyệt vời mà chúng ta hiếm khi gặp được sản phẩm nó khác. Đây nó không phải là cái viên giảm cân nhưng nó lại hoàn toàn hỗ trợ chúng ta đốt mỡ rất là tốt đó, và đồng thời nó lại tăng mức năng lượng, và cơ chế của nó là gì ạ?
là đốt những cái mỡ thừa, mỡ bẩn và chuyển hóa thành năng lượng. Đó, cho nên là nó hoàn toàn nó rất là một cơ chế rất là an toàn. Và khi các anh chị dùng cái sản phẩm này ấy, thì nó tăng sự tập trung vào mạch lạc. Có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy chúng ta đang stress, chúng ta đang đau đầu hoặc chúng ta thiếu máu lên não. Có những người mà bị bệnh tiền đình ấy, là thiếu máu lên não ấy, thì các anh chị hãy trao cho người ta cái giải pháp này. Dùng vào khoảng 10 đến 15 phút là chúng ta thấy đầu chúng ta thông ngay. Không có mệt mỏi gì hết. Ví dụ như là hôm nay em đi cả ngày ở ngoài và em về, trước khi vào Zoom là em dùng một viên này, và đến bây giờ là Dũng chia sẻ với các anh chị rất là năng lượng, đúng không ạ? Thế cho nên đây là cái mà, đây là cái nếu chúng ta là người kinh doanh nhá, các anh chị làm công việc kinh doanh này, thì chúng ta hãy luôn luôn mang theo cái viên này ở trong túi. Nếu mà chúng ta có cái sản phẩm mà chia từng túi như thế này này thì tuyệt vời nhất, bởi vì khi chúng ta tặng cho những cái người mà chúng ta gặp ấy, chúng ta đưa một cái gói nhỏ này thì nó trông nó rất là đẹp. Còn nếu mà các anh chị gặp những ai mà có những cái triệu chứng như em vừa nói, hoặc là người ta bị mệt mỏi, thì anh chị hãy tặng cho người ta một viên này, và anh chị hãy dùng cái viên này thử xem nó như thế nào, và sau 10 15 phút hãy cho em một cái review, một cái cảm nhận. Đó. Đấy là cái tất cả những cái tác dụng. Nhưng ngoài ra nó có một cái tác dụng này rất là hay. Trong đội của em thì có một bạn là bạn Trang Bùi ở Quảng Ninh. Bạn ấy có một mà bạn con trai thừa cân và rất là muốn ăn đồ ngọt. Và những ai nếu mà đã bị ở trong tình trạng mà thừa cân nhẹ thì mới hiểu rằng cái cảm giác thèm đồ ngọt này nó kinh khủng như thế nào. Có nghĩa là lúc đó khi mà chúng ta đó thì chúng ta quên hết tất cả những cái lời dặn của những người mà gọi là huấn luyện viên dinh dưỡng hoặc những người chăm sóc chúng ta để chúng ta giảm cân, và chúng ta sẽ đi tìm những cái đồ ăn vặt mà có ngọt. Bởi vì tại sao ạ? Lúc đó nó thỏa mãn cái neuron trong thần kinh não bộ của chúng ta. Đó, thì cái khi các anh chị dùng cái viên này ấy, thì nó sẽ dần dần, nó không phải ngay, nhưng nó sẽ dần dần giúp các anh chị là giảm cái cảm giác thèm đồ ngọt này đi một cách rất là tự nhiên. Có nghĩa là khi mà mình thực thực tế là cái này nó tăng năng lượng, cho nên là các anh chị dùng và các anh chị ít khi bị đói lắm. Nhưng mà khi mà mình đói ấy, là mình sẽ không có cái cảm giác là mình đi tìm đồ ngọt nữa. Đấy, nó rất là hay. Thì đây là những cái mà tác dụng của cái viên này. À, và với query ấy, thì lát nữa khi mà các anh chị nghe về về sơ đồ kinh doanh ấy, về chính sách kinh doanh, thì các anh chị chỉ biết rằng là khi các anh chị bắt tay vào công việc kinh doanh này thì hàng tháng chị sẽ chỉ duy trì một cái lọ viên màu tím này thôi, là nó tương đương khoảng 25 điểm. Và với cái lọ viên màu tím này thì chúng ta hoàn toàn là, thứ nhất là chúng ta sử dụng cho bản thân, và cái thứ hai là chúng ta hoàn toàn là có được những cái nguồn thu nhập gọi là bổ sung và thu nhập thụ động rất là tuyệt vời từ cái giải pháp mà hợp tác với Query, mà chỉ với một lọ viên này thôi. Và nếu để muốn biết như thế nào thì các anh chị hãy theo dõi cái phần sau. Đó, đấy là những cái mà em chia sẻ về hai cái sản phẩm rất là tuyệt vời của Query, mà nó tương đương với những cái sản phẩm khác chúng ta phải dùng khoảng 10 sản phẩm. Và Query thì hiện tại là có cộng đồng ở hơn 200 quốc gia, cho nên là có rất rất là nhiều kết quả, không thể kể hết ở đây được. Các anh chị hãy vào xem, theo dõi trang fanpage của Query. Các anh chị cứ gõ vào Facebook ấy, chúng ta gõ chữ Query này ra, thì nó sẽ có một cái fanpage đến bây giờ là khoảng gần 300.000 lượt thích. Đó là cái fanpage chính thức của Query, và ở đó thì có rất là nhiều kết quả mà các anh chị có thể xem, có thể là thấy được rằng là nó có thật hay không, nó có đúng hay không, đúng không ạ? Và mỗi một người có một kết quả khác nhau. Thì ở đây em đi qua một số kết quả điển hình. Đây là anh Adam Rocker ở Mỹ. Anh này thì là anh ấy bị thừa cân rất là nhiều, nhưng khi anh dùng Query khoảng tầm sau 6 tháng thì anh ấy giảm được khoảng là rơi đâu đó khoảng 65 kg, đúng không ạ? 127 pound thì khoảng 65 kg. Nhưng mà gần đây khi mà anh ấy được gần nhất mà anh giao lưu với đội của Việt Nam chúng ta ấy, thì là anh ấy giảm khoảng 75 kg rồi. Và anh này thì là đi máy bay là phải xin thêm dây nối an toàn để nối vào cái bụng, tại vì cái bụng nó quá to, cái dây mà thiết kế trên máy bay có kéo giãn hết ra cũng không vừa đó. Nhưng sau này thì anh ấy rất là tự hào, anh nói rằng bây giờ tôi đi máy bay là tôi tự lấy tay tôi cài một cái phần khóa rồi, tôi không cần phải xin thêm dây an toàn nữa, và đặc biệt là cái sức khỏe của tôi được bảo vệ, bởi lẽ là trước đây tôi thừa cân, tôi bước ra khỏi giường và tôi không, thậm chí không đi được. Đó, đấy đấy cái vấn đề ở đây, nó không phải là vấn đề chúng ta giảm cân để cho nó đẹp, mà vấn đề là nó là cái bảo vệ cái sức khỏe, bảo vệ chính cái tính mạng của chúng ta. Đây là một chị ở Mexico đó, chị dùng cái viên à, dùng cái query này thì chị có năng lượng và chị cảm thấy là luôn luôn là có thể vận động tốt. Đây là một anh ở Nam Phi, các anh chị có thể nhìn thấy luôn trên ảnh đúng không ạ? Một cái bụng này, một cái bụng bia, một cái bụng bự, và một cái bụng này là một cái bụng đã phẳng phiu rồi. Và đây là chị Cindy Hồng Huỳnh, người Việt Nam, và đây đây là kết quả minh chứng luôn bằng hình ảnh đúng không ạ? Không thể nói, không không cần phải
phải phải giải thích gì nhiều đó. Thì đấy là cái thông tin của em chia sẻ hôm nay về phần sản phẩm.